Các bạn nói XDL không có trình solo với mấy người bắn adup hay á. Xin lỗi các bạn nhá, đúng là trong trận solo ấy thì có người thắng có người thua, nhưng mà mình solo với người ta thì chắc là thua rồi. Nhưng mà nói chung là ấy, bắn adup ấy phải vô tử chiến, và bắn nó phải như thế này này, bắn không khác như solo nó mới đẳng cấp.